Đây, vườn này Kiên Mơ đây. Đây đang vào rất nhiều cây, khách đến tấp lập suốt ngày mua bán giao dịch. Nói được là cây đang lóng xuyên mùa hè này. Cái này nhìn được không anh Cường? Cái này nhìn ổn không? Vào mặt chứ? Đấy, này, vào đây thì giá ngon, bộ rẻ hợp lý. Đẹp không? Nên ảnh đẹp không? Ừ, quá đẹp. Giá đẹp, giá hợp lý. Cái này giao lưu riêng anh Cường thì ưu ái 100 phải không? Đấy, 100. Vừa mới cắt lọc ra đây. Cái này thì giá bao nhiêu anh Kiên? Giao lưu luôn. Giá bao nhiêu? Cũng 100. Đấy, nếu mà không lấy là có khi hôm nay đăng lên vi cho lên vi YouTube cái có khi lại mất ngay. Có lên là có bệ chun này, đẹp này. Đây con này khục quịch rất nhiều. Con này có to đấy nha, không phải là bé đâu. Con này tay canh thì nó rõ ràng, đường nét nó có đường chạy. Bông xong nó to lắm. Ủa con này dễ chun ghê nhỉ. Mua được rẻ thì bán rẻ. À, mua được rẻ thì bán rẻ. Cầu ý quá chọn, chứ còn giờ mà mua đắt thôi thì. Đây phải bán đắt. Ai giả? Hai người anh em buôn xuyên quốc gia. Chào anh hai đại sư. Đi buôn cây xuyên quốc gia phải không anh? Chơi thôi. Chơi thế à? Ngắm đi. Đây đăng cái giá ngon bộ rẻ cho anh em sưu tầm. Chào bạn San nhá. Ngày bế về kiếm bi đậu anh Hải ạ. Ờ, bế về kiếm bi đậu là được rồi. Phật nhào mãi. Còn những dân buôn với nhau xuyên quốc gia này. Đúng. Anh em mình biết trước cổng kia rồi chứ. Được. Thế phải tí gọi ông Thụy quay lại đây. Vừa về xong. À Thụy vừa về à? Vừa về xong. Ôi, 2 tỷ. Gạ mãi 2 tỷ nhưng mà chưa xong. Đấy, khách vừa giả 2 tỷ đấy. Đấy, cái này khách vừa giả 2 tỷ chưa chốt đây. Khách vừa về. Ngồi suốt cả buổi sáng gạ để trả 2 tỷ anh Kiên không bán. Đấy, anh Cường rước về làm chúa vườn. Việt Trì giàu quá, toàn đại gia sắm toàn đồ quý về hết Việt Trì rồi. Không, nhưng mà lúc mua gần nhất
Kinh người mua gần nhất là tỷ 2, nhưng mà bây giờ ông sờ vào thì bây giờ phải... Thế bây giờ nó mua 1 tỷ 2 nó bán cho ông 600 à? Đúng rồi. Có hơn đúng không? Ông nào mua được? Ông đưa cho nó 500 triệu chắc gì nó có hàng mua. Bây giờ phải 1 tỷ 7 ông mua nào được mà. Ai trưởng. Lên vu vu nhỉ, trong phút mốt. Đúng bằng cái này. Thế mà anh Hải ông ý thế nào? Không không có duyên nhỉ? Không gặp ký nhỉ? Duyên hết. Anh Hải sơi hết. Đuôi bé tí này anh cỡ. Ê, nhìn như nó cổ. Rồi, chất liệu lá thế này thì phê cho quý vị. Này. Đấy, lá nó đẹp. Đang mùa mưa rông sổ thoải mái. Đấy, cửa 5 tỷ này. Đất đồng lái sang luôn. Việc gì phải đất? Tiền giờ cứ mua tiền mặt thì đất đấy thì nó mới rẻ đất là gì không phải đổi đất cho con ở đấy không chỉ bán cây mua đất à, đúng không anh? Về mai cần phải bán cây mua thêm đất chứ không phải lại bán đất mua cây thì chỉ có bán cây mua đất rồi bán cây xong lại mua đất nhìn lá nó ăn bên một đấy. Bây giờ mình phải mua cây xong bán cây mua đất đúng chuẩn chuẩn đẹp mấy đi bán đất đi mua cây chứ có những tranh thủ đầu tư này thế à, lúc lên lại cái tùng của thị á cây của thị đấy bông dằm mịn tít dày đặc toàn sinh quê dằm khiếp chậu lại cỏ ngay rồi đấy toàn chậu cổ được này toàn đầu tư mà nhà cây xanh quê cổ cây cổ giả kinh khủng khiếp còn thì bông dằm hết rồi mới thay chậu đang nuôi sổ lại nhìn đồ giả soi sướng không ông nào ông nhầm là chậu mấy triệu sinh quê bệ ngày xưa là trong cái chậu cốt chậu bệ ghê không đã chảnh kiên mờ mới sưu tầm được cây xanh cổ giả kinh nhau nhỏ mà có vỏ rất nhiều phổi. Cây này
Và Sai Linh Vượng cũng xin được kết thúc video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cuốn video tiếp theo.